ấy hey, xin chào các bạn Chúng ta cùng nhau bước vào video hướng dẫn làm môn đài số 1 Được chưa nào? Hey, trong video này thì mình sẽ chia ra làm hai phần nhé Phần thứ nhất là phân tích câu hỏi Nên là câu hỏi trong quá khứ, đề thi quá khứ Thứ hai là gì nhỉ? Kỹ năng làm bài Hay là chúng ta thường gọi là mẹo ấy. Thực ra không phải là mẹo được mà là Mẹo thì nó phải có cái gì nó đúng chính xác Nhưng mà nói là kỹ năng cho nó hợp lý hơn nhé Ok hãy Vậy để bước vào phần đầu tiên đó là phân tích câu hỏi để nào? Đấy, câu hỏi thì thầy sẽ rút ra gì ạ? 10 cái câu hỏi trong những cái số câu hỏi mà đã xuất hiện ở đề thi quá khứ. Để chưa nào? để cùng nhau cùng nhau phân tích xem là nó sẽ xuất hiện những cái dạng như thế nào nhá. Đấy. Ví dụ này, câu đầu tiên này. Đấy. しゃくしょで男の人と女の子が話しています. À, người con trai và người con gái đang nói chuyện ở gì đây? Trụ sở hành chính này. để thế nào? しゃくしょ được chưa? hay hay là ủy ban nhân dân thành phố nếu mà so với bên Việt Nam thì không? ok chưa? và các bạn nhớ chú ý là nghe câu hỏi thì phải nghe rằng là người con trai hay là người con gái, Đây á, tất cả những câu hỏi này nó thầy đều đánh dấu là gì nhỉ? Ờ, những cái ai người ta đang hỏi ai thì thầy đánh dấu là màu da cam rồi đấy. nên là lúc mà các bạn làm bài các bạn phải ghi ra là à người con gái, con hải con gái ghi tiếng việt cũng được, còn câu một này ghi chỗ có một cái con gái, Được chưa? Nhớ gì đấy Câu 2 con trai, câu 3 con gái Câu 4 là à, con trai Nhớ chưa? Phải ghi rõ như thế Thì nghe, à đúng rồi Người ta đang nói như thế này Người con trai đang phục định câu này Người con trai đang bảo câu này ok Ok thì ok luôn Đấy chưa? Hãy rồi cái, cái thứ nhất cái thứ hai này hay, về cái phần câu hỏi của nó là bôi màu đỏ thầy bôi màu đỏ đây nhá hay, thứ nhất này thì e to kono to nani o shinakereba narimasen ka Ừ, con này có nghĩa là gì nhỉ? Hãy sau đây sẽ phải làm gì? Ừ, sau đây sẽ phải làm gì nhỉ? Phải làm gì? Đấy. Hay là câu số 2 này, qua đấy, to Otto Vợ và chồng nói chuyện qua điện thoại đúng không ạ? Otto kore Chồng sau đây sẽ làm gì? Đấy, chồng sẽ làm gì? Ok chưa? Hay Ê, vậy là trong tất cả những cái bài thi thì cái câu gì nhỉ? Kore kara nani o shimasu ka hay là Konwa to nani o shina kereba narimasen ka Là được ra Rất là nhiều, xuất hiện rất là nhiều Có những cái đề mà nó xuất hiện đến 4 đến 5 câu Có 6 câu mà xuất hiện đến 4-5 câu rồi Các bạn ạ ừ. Nhưng mà có những cái năm người ta lại ra thì nhỉ Chỉ đến 3 câu thôi 3 câu thôi, nhiều 4 câu, được chứ nào Hãy, Bình thường kiểu gì cũng có tầm 3 câu trở lên nhé Ok chưa Tiếp theo cái câu số 3 này Eki mai de ono ôn no to no ga đúng không? Hai người hướng dẫn viên du lịch cùng với học sinh nữ đang nói chuyện ở trước cửa nhà ga đúng không? Onna no gakusei wa ni do yatte người học sinh nữ sẽ đi như thế nào để đến được cái chùa Seisan đúng không? gọi là chùa Seisan gì đi nói cho Hay, tên danh à, địa danh riêng như thế được chưa nào? Hai Câu số 4 thì vẫn là Kure kara nani o shimasu ka thôi Giống như ở câu 1, câu 2 nhá Hãy chúng ta bước vào câu số 5 này otokonoi otoko no ito ga Gomi senta ni denwa shite imasu Người con trai thì điện thoại Đang điện thoại đến thì nhà trung tâm Từ nhà trung, trung tâm giác Được chưa otokonoi no ito wa Futon wo dono yo ni shite imasu ka Đúng không? Người con trai đúng không? Hãy eh, vứt cái gì nhỉ? Vứt cái chăn Như thế nào? Làm thế nào để vứt bỏ cái chăn đấy? Đúng không? Dono yo ni shite imasu ka Ok chưa? Hai, vậy thì trong câu này chúng ta thấy có donoyon làm làm như thế nào? Được chưa nào? Hai, lại thêm một câu donoyon nữa nhá. Hãy có thế này câu số 6 này. Eh, お父さんと息子が電車の切符について話しています。息子は何時の切符を予約しますか? Eh, người con trai đúng không? Hãy đặt cái lịch vé vào lúc mấy giờ? Đấy, liên quan đến giờ giấc, nanji? nan gì được chưa? Đấy, ngoài ra chúng ta sẽ có những cái bài mà liên quan đến nan yo bị đúng không nào? Hay là gì nhỉ? À, nan gatsu các Ok chưa? hãy câu số 7 này, ờ kai de đúng không? Người con trai và người con gái đang nói chuyện ở công ty đúng không? Và cái câu tiếp theo cũng giống như là câu 1, câu số 2, câu số 4 đúng không? Onna no ito wa kono ato mazu nani o shinakereba narimasen ka? Người con gái sau đây trước tiên là sẽ phải làm gì? Đấy. Ok ạ. Tiếp theo câu số 9 tương tự như thế này. Gakko no dance bu de otoko no gakusei to onna no senpai ga hanashite imasu. Đúng không? Hãy xem bài nữ và học sinh làm nó đang nói chuyện ở cái câu lạc bộ đúng không? Ở cái câu lạc bộ nhảy trong trường học. Otoko quá nari vẫn là gì Phải làm gì trước tiên đúng không? Còn câu số tám này nói khác một chút này đúng không? Cleaning để đúng không? Hay, えー, nhân viên đang nói chuyện với người con gái ở ở cửa hiệu giặt là đúng không? Onanoi to wa wanpi itsu đúng không? Người con gái khi nào khi nào thì đến lấy cái váy được chưa

Đúng không? Người con trai bây giờ sẽ phải trả bao nhiêu tiền? Đấy lại liên quan đến ikura. Ok chưa nào? Vậy thì tổng kết lại thì chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Hay, trước tiên là phải làm gì? Đúng không nào? Thứ hai là gì? Nhỉ? Khi nào? Khi nào thì nó có nhiều kiểu là gì nhỉ? Mấy giờ đúng không? Hay là gì nhỉ? Ê, thứ mấy? Các kiểu, đúng không? Hay một kiểu nữa đó là gì ạ? Bao nhiêu ikura. Ok chưa nào? Hay, đại khái là nó có gần đấy những cái câu hỏi nhá. Ok. 弁当屋で男のアルバイトの人と店長が話しています男のアルバイトの人はこの後まず何をしますかお疲れ様ですあ、吉田くん今日11時に お弁当を配達する注文が入ったよ。お弁当はもうできてるから、20個、段ボール箱に詰めてもらえるわかりました。配達は車を使って。今、車、店の裏の駐車場にあるから、店の前に動かしとくね。はい。お茶20本も忘れないで。お茶は冷蔵庫に入れてあるから、直前に車に乗せてね。わかりました。

nhiều bạn sẽ chọn là đáp số 3 đúng không nào Hay, có nhiều bạn lại sẽ chọn là đáp số 1 Vậy, nhưng mà đáp án của nó là đáp số 2 ai chọn đáp số mấy thì còn một xuống đây cho thầy nhá ok chưa Vậy, môn này đầu tiên câu đầu tiên thầy ơi câu đầu tiên em làm sai em chọn câu số 1 câu đầu tiên em em chọn mức câu số 4 đúng không lý do tại vì sao đây này các bạn nhìn thế này ok chưa em à, bên tôi à thế, ô tên chỗ tên trò gã là đúng không? Tên đúng không? Đang nói chuyện với người người thì nhà người các con trai đi làm thêm ở quán thì ông tô được chưa nào? Otoko no no otoko no bai to no hito wa kono to ma zu nan ka? Ừ, câu này dễ rồi. Sau đây anh ấy sẽ phải làm gì đấy? Đúng không? Hay nào, bắt đầu này. Otsukai des. Đúng không? Hay là câu gì nhỉ? Chào hỏi trước khi ra về cậu này đang định về thì tên trò gọi lại này, này, đúng không? Tên trò. Tên trò là người con gái nữ nha. À, Yoshida-kun. 今日11時にお弁当を配達する。注文が入ったよ。注文が入る。これはどんな感じはい。吉田君はどか、な感じ準備してお弁当がもう15お弁当はもうできているから20個段ボール行に詰めてもらえる。これはどこにあるか Ừ. Bên tôi mô được cả đã được cả có nghĩa là làm rồi Đúng không? Thì cái câu số 1 Ô bên tsukuru thì là sai Ok chưa? Rồi, tiếp theo uh, Nhờ này Tên chỗ nhờ này Ni giúp cổ đam được bà cô ni Hoặc chú mê Em gì nhờ? Em nhét đúng không? 20, 20 cái hộp bento vào trong cái thùng này cho Thùng gọi là đam cái gọi là thùng, thùng giấy á Được chưa? Vào cái thùng giấy này cho chị được không gọi là chị để cho nó trẻ thế nào chị được không người kia đồng ý và cái thì câu đáp án là câu số 2 rồi đúng không ô bê bên tố đam bà cô được nghe đây là à, đáp án câu số 2 rồi được chưa nào? nếu mà gì nhỉ? à? nghe chuẩn được chưa? hay tiếp theo đoạn tiếp theo nó lừa chúng ta này thì chúng ta phải chú ý những cái nào thì thầy sẽ hướng dẫn luôn mọi người đúng không hai tắt sửa kuruma o tsukatte đúng không ima kuruma đã ừ. ở đây này các bạn nhầm là nhầm các bạn không nghe được cái câu được nào tức là gì ai là người làm? tức là người tên trò này người con gái này sẽ làm đúng không Hay. câu này sẽ dịch là gì nhỉ hãy eh, việc chuyển phát thì sẽ sử dụng ô tô đây là bây giờ ô tô đang ở à, ở cái bãi đỗ xe phía sau gì nhỉ? phía sau quán nên là chị sẽ thì nhà chị sẽ đánh cái xe này ra trước cửa quán nhé ừ. tức là chị được chưa nào ở đây nó không nói là watashi nó không nói watashi thì nó chúng ta chỉ cần xác định cái động từ cuối câu cái đuôi câu của nó này ugo ne đúng không là chị sẽ đánh đánh stock được rồi cái stock cự này thì sẽ có bản một cái video để làm về cái stock này cho mọi người mọi người nhớ xem cái video này nhá ok chưa hay đấy thế nên là gì nhỉ đáp án là số 3 là sai ok chưa hay. hay người đàn ông hay cứ tưởng hay là gì người đàn ông sẽ have... right. have... làm well. không phải đúng không tiếp theo ô cha ni giúp bỏ một hoa này để ô cha hoa lê để được cả là đúng hay chúc ni kuruma ni Câu này chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? Hãy đừng có quên 20 chai chai nước trà nhé. Được không nào? Hãy ô chào ạ, rê giúp cô được cả Trà thì thế nào đấy? Trà thì gì nhỉ? Chị đã cho vào trong tủ lạnh rồi. Chokuzen ni kuruma ni nosete là ngay trước khi cái gì đó. Ở đây nó bị ẩn đi một từ đó là Supatsu no chokuzen ni Tức là ngay trước khi xuất phát thì mới cho lên nhé. Được chưa? Wakarimashita. Hai. Vậy thì đáp án của chúng ta là đáp án số 2 Ok chưa? Hay, đấy nhá Hay. Một kỹ năng làm bài là gì nhỉ? Ok, bây giờ sẽ, sẽ hướng dẫn trước à, kỹ, kỹ năng làm bài này Được chưa nào? Hay. Kỹ năng đầu tiên liên quan đến mấy cái dạng câu hỏi là Kore kara nani o shimasu ka? Hay là mazu nani o shimasu ka? Shinakereba nani masen ka? Hay là mazu do shimasu ka? Cũng được, được, được chưa Mình sẽ có đặt uh, ra một cái tình huống là chúng ta sẽ có ba cái đáp án là gì nhỉ? A, B, C, D như này, 1, 2, 3, 4 đấy nhé Ok, thì trong cái bài này, những cái bài nghe kiểu dạng như này thì chúng ta sẽ nghe chú ý đến những câu như là ma dự hay là sai hay là hajime ni, đúng không? Trước tiên là phải làm cái gì đó, đúng không? Hay là sakini, hay là ima sugu, được chưa? Isoi de, được chưa, được chưa? nào? Hãy ima sugu là bây giờ làm ngay đi nhé, được chưa? Có những câu như thế ở phút chót. Nó sẽ ở phút chót cuối cái đoạn hội thoại thường nó sẽ là đáp án. Đầu tiên nó bảo ma dự kore yatte ne. Yeah à đấy mà thì có thể yatte kudasai thì phải là gì nhỉ ví dụ a này mà a o yatte số đấy b o yatte đúng không nhưng mà phút chuối phút phút cuối cùng nó lại quay xe nó bảo là gì nhỉ à nếu mà ý đi yatte nhanh thì đã bán phải còn những cái dạng này gì? e sai gỗ ní tức là để sau ví dụ bi vậy sai gỗ ní hay là đi đúng không ở đây có mấy từ thầy ghi ra đây rồi đúng không vậy thì thì nhỉ ví dụ e nó bảo sau thì gạch bỏ e gạch bỏ bi đi đúng không hay là có mẫu câu là e o tất cả bi o sau khi mẫu câu này học rồi sơ cấp sau khi làm a thì hãy làm b vậy thì làm cái nào trước vậy thì làm a trước đúng không ok chưa vậy đấy là gì nhỉ đấy là phần đầu tiên tuy nhiên gì nhỉ nó cái cái xu hướng dạo gần đây nó lại không ra cái kiểu dễ đơn giản như thế này mà nó, nó lại không sử dụng ma dự hay là sai sụn đi hay là cái gì chọn giống như bài vừa nãy á đúng là không có không có sai sụn đi hay là không thấy gì còn a tội thì a tội đấy thì không thấy gì đúng là vậy thì những cái bài đấy thì chúng ta sẽ phải nhớ cho thầy mấy cái kiểu dạng câu như thế này nhé ví dụ câu đầu tiên trong cái ví dụ trong cái đây, bảng xanh này, 私がやっとくから先にそれをやってね Ừ, Watashi ga yattoku ga tức là chị sẽ làm hay là trong cái bài vừa rồi nó không nói Watashi ga nó chỉ nói là gokastoku ne à, đấy nó không có chủ ngữ gì nên là um, chúng ta chỉ cần biết là tốc cự lên là à cái người đó là được chưa nào hay là chị sẽ làm cái này nên là em làm cái đó trước đi nghe không hay đấy là cái câu này ý nghĩa của câu này như thế nhá tiếp theo này nhá tất cả rồi đúng không? Hay nhất tại cái này, nhất tại này dễ quá rồi đúng không? Hay là gì nhỉ? Làm rồi nên là gì? không phải làm nữa. Ý hiểu đúng không? Nhưng mà gì nhỉ? Các bạn nhớ cái mẫu câu VTA được trong cái bài vừa nãy đúng không? Hay toàn VTA được đúng không? Dekite aru. Được chưa nào? Ô bên á, dekite aru. Ocha Ocha á, đây do còn là aru cả đà. Được chưa nào? Đừng tự nhỉ? trong cái ví dụ nào, á, yatte aru cả đà. Ý hiểu? Tức là làm rồi nên là không phải làm nữa. Nhớ chưa? Nhớ yatte được chưa? Hay trong lớp bốn học rồi nhá. VTR bằng bảng về là làしました. ok chưa? Hay là có một dạng nó là gì nhỉ? Tôi tay tức là bố đã bảo như thế, đúng không? E để ô tô sáng ngày ít tay bố đã bảo là e, e và đam hết để ô tô sáng ngày ít tay hay là gì à? B và ski sáng ngày ít để ô tô sáng ngày tay bố bảo là ví dụ đang đi mua quà cho bố, chẳng hạn hai người đang nói chuyện, à bố bảo là bố không thích cái b này đâu đi gã ski giờ nãy để ô tô sẵn nãy thì phải là à không được rồi không được rồi nhớ chưa ok tiếp theo còn một cái kiểu như thế này nữa này đúng đầu ừ, tiên nó đưa ra một cái danh sách liệt kê cái danh sách cần phải làm theo thứ tự làm được chưa nào một cái kiểu như thế này nhé. ví dụ nhá hãy các bạn nhìn thấy uh, câu đầu tiên này ma dự e cả kara bi sai của nó si sai của nó si đúng không trước tiên là phải là a rồi đúng không Hay. nhưng mà gì nhỉ cái cái thằng này này không? thằng tiếp theo nó trả lời là gì nhỉ cái thằng phải làm đó. nó bảo là à e wa này yes à, đúng không? em không có e đâu đúng không? hay là gì nhỉ em không mang một tên anh hay là wasureta đúng không thì cái cái ma dự e này nó sẽ không làm được nữa này thế là tiếp theo nó chỉ có làm b thôi đấy nó chỉ có làm b thôi đúng không nào hay xong mới làm C được như nào vậy à là không phải là đáp án nhưng mà gì nhỉ có một cái kiểu mà mọi người mọi người này bị quên bởi vì nó gì nó lại, lại, tiếp theo nó lại không không kết thúc ngay mà nó lại nói chuyện thêm một cái đi nữa là ừ, đi cần phải làm như thế này cần phải làm như thế kia đi như thế này nhưng mà đi cuối cùng nó chốt lại là không không gì nhỉ à chốt lại là không làm nữa thế nên là mọi người lại bị quên cái câu trên này. à trước tiên nó là ma dự e à ma dự e thế là chúng ta thì, vừa nãy chúng ta nghe được cái câu ma dự này chúng ta chốt luôn câu a không phải A mà là B A và thằng kia nó vừa bảo là không có, không mang Rồi quên rồi còn gì nữa Đúng không? Nhớ nhá Ok Hay, Cái tình huống này xảy ra rất là nhiều Nhớ cho thầy Ok chưa? Không được để sai Trong khi thi thật nhá Nào, vậy thì các bạn cùng thử nghe Cho thầy cái bài này tiếp theo nhá Ok ừ. 男の人は、この後すぐ、ホームページのどこを直さなければなりませんか伊藤さん、伊藤さんが作り直してくれてるホームページ、確認しました。よくなってますね。ありがとうございます。ただ、社長の挨拶のところだけ去年のものなんです。新しい文章は来週いただくことになっています。そうですか。会社の場所ですけど、あの地図、 間違ってませんかうちの隣にコンビニはありませんよねあ、来月オープンするって聞いたんで入れておいたんです。来月ですよね。前のに戻してオープンしてから変えてください。それから商品説明のところ、商品名と写真は全部確認済んでますかはい。営業にも確認してもらいました。そうですか。あと、支店の連絡先ですが、 連絡先は間違いないですよねはい数回チェックしましたじゃあ大丈夫ですね男の人はこの後すぐホームページのどこを直さなければなりませんか Các bạn nghe có làm đúng không? Đáp án, đáp án số mấy? Đáp án số 2. Ok chưa nào? Hay cái sở nó tức là địa điểm của công ty phải sửa chỗ đó. Được chưa nào? Hay e, vậy thì chúng ta cùng nhau theo dõi nội dung bài này như thế nào nhá. Chắc là các bạn làm đúng rất là nhiều rồi đúng không? Cái sở đây, to, otokonoi to ga, home đúng không? Người con trai và gì nhỉ? Cả đang nói chuyện ở công ty về cái trang chủ của công ty á, 男の人は、この後すぐホームページの子ロを直さなければなりませんか人は、それを切る。それは、それは、それは、はい、それは、ね、それは、それは、それは、それは、それは、そは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、そは、それは、それは、それれは、それは、それは、それは、それは、それは、それれは、それは、それは、それは、それは、それ よくなってますねああ、いとう、とらさきゃんきゃゃんきょまかおらすーわぞーいのがんはい、のー、れぺんざらう、のがよくなってきますよくなってますねじゃあ、ありがとうございますただ、社長の挨拶のところだけ、去年のものなんです新しい文、新しい文章を来週いただくことになっていますあ。 Tuy nhiên gì đấy, tuy nhiên thì chỉ có chỗ gì nhà chỗ gì nhà chỗ chào hỏi của giám đốc đó. Thì nó là gì nhỉ? Nó là cái cái bài viết đồ gì là bài viết, bài viết của năm ngoái. Thế nên là gì nhỉ? Hay ở đây có mẫu câu này cô tổn là đã được quy định đã được quyết định gì đó đúng không thì chúng ta dịch đơn giản là gì nhỉ Ê, tuần sau thì em sẽ nhận được cái gì nhỉ cái đoạn văn mới cái đoạn văn mới chắc là từ giám đốc không? hoặc là từ ai đó viết được chưa hay <laughs> em sẽ nhận được cái bài văn mới từ giám đốc được chưa nào? Bài viết từ giám đốc. Ok chưa? Vậy thì cái câu này là tuần sau cơ mà rai sư cơ mà thì câu số 1 sai luôn. Được chưa nào? Cô tổ nín nát Được chưa nào? Nó lại tuần sau cơ chứ không phải ngay lập tức nên là câu này sai. Ok chưa? So desu ka? Kai sa no basho desu kedo. Ano chizu machigatte imasen ka? Đúng không? À, cái địa chỉ thì nhà cái địa chỉ của công ty á. Đúng không? Cái uh, bản đồ đó nó không bị sai đấy chứ.

à, thằng này cầm đèn chạy chiếc ô tô mọi người ạ đúng không hay Ê, thế này là người gì nhỉ? người con gái này bắt đầu này à, cá trò này đây cái từ tháng sau nhỉ đúng nào mai nhị modus tức là gì à để lại như cũ đi để chưa nào để lại như cũ đi mai nhị được chưa hay open stekara cái tịch là sai tức là gì đấy sau khi gì nhỉ sau khi người ta mở thì mới thay vào được chưa? vậy thì thằng này à, không, không phải thằng này, sorry sorry, không phải là thằng này mà vậy thì người đàn ông này thì phải gì nhá? thay lại cái gì nhá? địa điểm của công ty đang bán đang số 2 cái đoạn này nhá, quan trọng thấy chưa? Hãy nghe ai mà nghe được đoạn này là tám phần trăm là ok phải nghe tiếp cái đoạn sau nó như thế nào đúng không? rồi đây cả đã, đúng không? 商品名と写真は全部確認済みますか, đúng không? Uh, ngoài ra số đây là ngoài ra nhé cái chỗ mà giải thích cái gì nhỉ sản phẩm á hay là những cái ảnh liên quan đến sản phẩm á uh, tất cả đã xác nhận xong hết chưa là sư tức là oa được được chưa nào hay uh, người đàn ông nói tiếp này hay e gyo ni mô kakunin shite thì ở đây có nghĩa là gì e tức là như kiểu là ở bên bộ phận kinh doanh á, đúng không vâng bộ phận kinh doanh thì họ cũng đã xác nhận cho em rồi đấy ok ティーガオネディ商品の説明ね、3番、ダメ o k ケーじゃ。で h よね、えー、そうですか。あと、視点の連絡先ですが、連絡先は間違いないですよね。はい、マイザーア関係ディッ連絡、コアデチンヤンヤンン、はい、ディ連絡、はャチャンコンビーサイチュー,ー、うん。はい、数回チェックしました。バン、エムラチェック、マいらんぞーン。チェック。 sư đấy chả đái giúp mình nhé, à vậy thì ok rồi không sao rồi vậy, thì đáp án đáp án số 2 ok hãy cái video này hơi dài một chút tuy nhiên thì để phân tích cụ thể để thì chúng ta phải xem những video này thì nó mới ngấm vào trong máu ngấm vào trong đầu để nghe những cái video sau nó không bị sai nhé mọi người nhé ok tiếp theo là một phần liên quan đến này, thứ ngày tháng này đúng không hay là gì nhỉ ít sự khi nào này được chưa nào vậy thì vậy thì mọi người ねえ、女の人。いのいのアパートで。女の人と管理人が話しています。女の人は。いつ。割れたガラスを。ゴミに出しますか。管理人さんすみません。燃えないゴミを出せるのは。何曜日ですか。昨日引っ越してきて。 説明していただいたのに忘れてしまっていえ、何でも聞いてください。燃えないゴミは火曜と木曜ですよ。今日は4月2日水曜だから明日出せますね。引っ越しの片付けをしていたらグラスを割っちゃったんです。それを出そうと思って。ああ、ガラスは燃えないゴミじゃなくて別に出すんです。えっと月に1回、第3水曜日にしか出せないんですよ。 ちょうど二週間後ですねわかりましたありがとうございます女の人はいつ割れたガラスをゴミに出しますか Hay, ok, bài này nó ngắn thôi nhưng mà nó có một cái bức tranh liên quan đến thứ này. Đây chẳng là thứ. Thứ đúng không? Thứ hai đến uh, chủ nhật rồi nó liên quan đến ghi số này, làm chúng ta loạn hết cả lên đúng không? À nó đang nói về thứ tư này và thứ năm này, 39 sáu 16 17 này. Hay vậy thì đáp án nào đây? Đây chẳng là. Hay vậy chúng ta đọc đọc và xem nhé Các bạn có làm đúng không? Ừ. Đúng không? Chắc là nhiều bạn làm sai bởi vì không hiểu cái chỗ này. Không hiểu chỗ này nên là ừ, thầy sẽ giải thích. Đây chẳng nào À Pa tổ đệ Onna noi tổ tụ căn căn tinin ngã hanasitemas người quản lý đúng không? Người quản lý nói chuyện với người con gái ở cái căn hộ Apa đúng không? Người con gái Onna noi tổ ạ, Itsu waretagarasu gomini dasimaska đúng không? Người con gái khi nào thì vứt bỏ cái cái kính bị vỡ được chưa? Hại vứt bỏ rác, cái từ gomi này cũng không cần phải dịch được. Khi nào thì vứt bỏ cái rác, dịch là rác kính rác kính bị vỡ. Ok chưa? Hai, người con gái hỏi là: "Kandinin-san, sumimasen, moenai gomi o dasu no wa nan'yōbi desu ka?" "Hôm qua dọn nhà thích để giải thích cho nhưng quên mất." À, anh quản lý ơi, em xin lỗi đúng không? Cái cái thứ gì nhỉ? Cái ngày hay cái ngày gì nhỉ? Cái thứ cũng được. À, hoặc là gì nhỉ? Dịch như thế này. Thứ mấy thì vứt rác không cháy được vậy, Ok chưa? Hay, hôm qua đúng không em mới chuyển đến và có nghe giải thích rồi nhưng mà em lại quên mất ôi rồi ôi quên mất rồi người con trai này ý, nó đi một thích ra sai thì em có thể hỏi bất cứ cái gì nhá ok chưa mỗi ngày cô mỉ hoa khai bị tội một cưa bị để xíu đúng không Giác không cháy được thì vứt vào thứ ba và thứ năm đấy ok chưa một kêu bỏ chuẩn bị điện được đúng không khai yo to một kêu để xíu thế nào hay kêu ạ 4月は2 ừ, Ở đây thì chúng ta sẽ chốt được một cái câu nhỉ? Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 tức là gì nhỉ? Hai tức là gì nhỉ? Đây này, chúng ta nhìn thấy không? Mùng 2 tháng 4 nằm đâu? Đây mùng 2 đấy, đúng không? Rồi, thì là gì đấy? Asta tức là gì nhỉ? Có vẻ như là ngày đáp án số 1 à đáp số 2 ngày mùng 3 này. Hay, sẽ là đáp án chúng ta đúng không? Tuy nhiên không phải. Nhiều uhm. bạn làm sai cái câu này ạ. Ok chưa? Yeah. hãy Tiếp theo này. Hikoshi no katazuke o shitara karasu o wacchatta n desu. Đó, tôi Hay. Em thì nhà em thì sau khi em thì nhà em uh, dọn dẹp uh, chuyển nhà thì sẽ là vỡ kính đúng không nào? Và em định vứt bỏ cái kính đó. Được chưa? ạ, à, à, thì không phải là gì kính gì à kính không cháy được mà gì à phải thì nhà. em phải vứt vào ngày khác ,別に出すんです. ok chưa? Etto, câu này câu quan trọng này này, きにかい, đúng 第3, ok chưa? À, mỗi tháng một lần, đúng không? chỉ có thể vứt được vào ngày thứ tư của tuần thứ ba. ở đây các bạn phải học thêm một cách gì nha. Dai Ichi đúng không? Dai Dai Ni, Dai San, Dai Yong Trong tháng này sẽ có 4 tuần Tuần đầu tiên sẽ là Dai Ichi Được chưa? Dai Ni, Dai San, Dai Yong Ví dụ Dai Ichi Getsuyo Dai San trong bài này Dai San Suyo Đúng không? Đấy. Ví dụ hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay là ngày mùng 2 sẽ là Dai Ichi Suyo Bi Ok chưa? Và gì nhỉ? Sẽ 3 tuần gì nhỉ? Một tháng chỉ có một lần Và sẽ vứt vào gì nhỉ? Tuần thứ 3 và ngày thứ tư, Được chưa nào? vậy thì sẽ là gì Đáp án số 3, 16 này các bạn nhìn vào đây Hôm nay là hai đây đúng không? Đấy. Vào ngày thứ tư nữa chứ Thì tuần đáp án số, 16 này rồi đúng không? Tuần thứ ba ngày thứ tư là ngày 16 đấy Ok chưa? Đấy. Ông ấy còn chốt thêm cho độ ni siêu càng gỗ để Đúng không? Đúng hai tuần nữa Được chưa nào? tính ngày 16 rồi Ok, ok chưa? Đấy. Wakarimashita, arigatou Vâng, cảm ơn anh nhiều Ok, hãy vậy thì chúng ta cùng nhau nhỉ đi vào cái kỹ năng làm bài nhé kỹ năng làm bài cái phần này cũng ngắn thôi đúng không thầy giải thích nó cũng đơn giản thôi những cái bài như thế này nó xuất hiện ít hơn nhưng mà nó cũng rất quan trọng bởi vì chúng ta phải nghe là nghe phải đúng hết mà đúng không nào Hãy. vậy thì chúng ta sẽ cố gắng nghe những cái gì ví dụ về phần ít sự đúng không à, khi nào ạ đúng không hay là, là nanji mấy giờ hay là nanyo bị thứ mấy ạ thì chúng ta nhớ nhớ chính xác là gì người ta đang nói chuyện vào ngày hôm nay nhiều hôm nay là thứ mấy ví dụ trong cái bài vừa nãy chúng ta phải để ý đúng không hãy hay là gì nhỉ Ê, hôm nay là ngày bao nhiêu Nan nichi, được chưa nào na nhiều bị ok chưa hay là bây giờ là mấy giờ im ạ na bây giờ là mấy giờ lúc còn đó bây giờ là mấy giờ ví dụ có những bài nó có cái đồng hồ thì các bạn phải nhớ cái nhớ chưa ok chưa hay và gì nhỉ nói chuyện những cái câu liên quan đến thời gian này thì sẽ có những cái kiểu như phủ định là ví dụ như là nhà tôi có việc bận yếu gì cả được cả là. nên là ngày này tôi không đi được đúng không nào giờ này tôi không đến kịp đúng không nào? hay là gì à đang gọi điện đúng không hay mấy giờ đến thì ta đang gặp rắc rối di cổ đúng không hay tao đang bị tai nạn hay là tàu điện đang gặp tai nạn các thứ đó đúng không nào hay là bạn bè rủ nhau đi ăn chẳng hạn đúng không thì tao bảo là gì à? Ừ, cuối tuần này đúng không đồ yêu bị hay là chiêu bị tao bảo tao phải bay tội không đi được thì chỉ đi vào thứ hai cái thứ thôi thì phải nghe được những câu như thế hay là gì nhỉ mai đúng không? ngày mai thì phải đi học rồi các cô gái đự đúng không hay là gì ngày mai có kỳ thi skin đúng không đó. Đó. những cái từ vựng này phải nghe thấy ghi ở đấy rất là quan trọng nhưng mọi người nhá ok tiếp theo đến phần cứ ikura bao nhiêu tiền phải trả bao nhiêu tiền những cái bài trả bao nhiêu tiền này rất là dễ đầu tiên sẽ có một cái giá niêm yết để để cho nào và người ta sẽ chốt cái người quán sẽ chốt một cái là giá niêm yết đóng lần này Đấy xem nào Xong kiểu gì nó cũng xuất hiện cái gì nhỉ Gọi là, wadibiki tức là giảm giá Đúng không? Anh có mang cái gì giảm để giảm giá không? Ví dụ cái quán này nó cho chúng ta thì Nếu mà là học sinh sẽ được giảm giá 100 yên thì chúng ta trừ đi Ví dụ giá của nó là gì? Nhỉ? 600 yên thì 100 yên này trừ đi còn 500 yên Để xem nào Nhưng mà nhớ cho một cái gì, Ví dụ thằng này nó lại không mang gì nhỉ? thẻ Thì nó lại không được trừ Đấy phải nhớ nghe cũng gọi như thế nhá Hãy Vậy thì những điểm cần lưu ý đó là gì nhỉ? Eh, những từ vựng này các xe so chưa thẻ học sinh thứ hai là hộ kênh so là thẻ bảo hiểm các bạn đi vào đi khám bệnh phải có thẻ bảo hiểm thì được giảm giá hay là gì ạ point tổ cao độ thẻ tích điểm đúng không dụ được chưa nào hay là mũ điệu ví là trẻ con chẳng hạn dẫn theo hai ba đứa trẻ chẳng hạn nó dưới mấy tuổi dưới mấy tuổi thì nó được miễn phí chẳng hạn thì chúng phải để ý được chưa hay trẻ con Muryo. đúng điệu hay là hăng hăng các cự hăng các cự hàng gác cự thì là gì nhỉ? Hay hàng gác cự thì thường sẽ là gì nhỉ? Thẻ hội hội viên đúng không? Kai in so tức là thẻ hội viên ấy. đấy, kai in so. Được chưa nào? Hay hoặc là có nhiều cái nữa này, chỉ hôm nay này, chỉ bây giờ nếu mà chỉ trả tiền bây giờ thì mới được giảm giá gần này phần trăm, 3% độ 5% độ quá đi bị kỳ. Đấy. Ok nha mọi người. Hay vậy là gì nhỉ? Nội dung của câu số 1 trong nhỉ, bài thì châu cai thầy đã hướng dẫn tất cả mọi người rồi ừ, thực sự nó cũng chỉ gói gọn trong tầm này thôi nên là gì nhỉ hãy chúng ta gì nhỉ cố gắng ok nghe thật là kỹ thật là bình tĩnh để thế nào và còn một cái cuối cùng nữa nè hãy các bạn nhìn thấy ở bức hình đây, đó là chúng ta gì nhỉ phải nghe đi nghe lại nhiều lần cho nó thấu thẩm thấu được cả cái bài nghe đấy nó thấm vào lão của chúng ta đúng không À cái bài nghe này đúng không Nó là như thế này Ví dụ sau khi các bạn gì nhỉ Nghe lại cái bài <laughs> Sau khi các bạn nghe thầy giải thích đúng không Thầy giải thích cái bài Hai ba cái bài vừa rồi ạ Thì các bạn nhớ nghe lại một lần nữa nhé Ok Rồi à, Chúc các bạn học tốt Chúc các bạn à, à, nghe những bài tiếp theo à, Sẽ đúng 100% Không bị sai nữa ok chưa còn gì nhỉ những cái bài nghe đấy thì có câu nào hay thú vị khó thì các bạn nhớ comment nhé hãy phượng comment một tí thầy ơi em làm sai rồi hu hu thầy ơi em làm đúng rồi ha 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 ok chưa hay video này kết thúc tại đây nhá bye bye mọi người